Ok. Giờ nhớ 12 chưa có. Dạ. Còn nhóm cuối là 11 ạ. Dạ có thầy ơi. Ok. Trình bày luôn hay sao ạ? Dạ nhớ mấy anh mới có đặt cái hệ trục tọa độ rồi làm cái bảng DH. Thì robot thì em gồm có 3 khâu. Đây là cái bảng DH. Còn bên EasyRob là tụi em mới tìm hiểu được là mới có đặt cái hệ trục để nó quay ở này. Thì Thì sao khâu thứ nữa? nhất thì quay xung quanh. Rồi khâu đây là khâu thứ hai này, khâu thứ ba Cái này các bạn cũng mới làm luôn. này. Dạ thầy. Coi như cũng chưa làm. Tại vì thầy nói các bạn cái này nó không khó. Chắc là thầy nhờ lại một bạn của nhóm 5 hoặc là nhóm 9. Nhóm 3 số 9 nè. Nhưng mà thầy nhờ nhóm thành viên nhóm 3 số 9 đâu ạ. Các bạn làm một cái ví dụ nhỏ về cái vẽ cho thầy một cái tay khoảng 2 khớp thôi. Và các bạn có thể là cho nó hoạt động được không Dạ, có em ạ. ạ? Ok. Dạ, Nha, được thầy ạ. nhờ các bạn làm cho lớp mình cùng xem đi ạ. Dạ. Khoảng 2 hoặc 3 khớp đơn giản thôi. Không Dạ. cần phải là cầu kỳ lắm đâu ạ. Bạn tên gì ạ? Dạ, em tên là Phan Đình Hoài ạ. Ok. Dạ. Thì kể Những là nhóm làm ngó giùm thầy nhé. Thì bây giờ là mình mô phỏng được cái này thì trước hết là theo như mình thì mình sẽ tạo một cái thư mục trước. Mình sẽ tạo một cái thư mục là mình đặt tên là Ok, rồi sau đó là cái mục đích của mình là mình sẽ đặt thư mục để mình tải tất cả những cái file này vào. Để sau đó mình làm việc trên thư mục này là đơn giản hơn. Rồi, thì giờ tiếp theo mình muốn mô phỏng được thì mình sẽ tải cái một cái file là DH template template này là nó nằm ở trong cái chỗ thư mục là project này này. Khi mà mình tải về cái phần mềm này về á, thì nó sẽ có cái thư mục là pro này, thì khi đó mình load cái file là DH chấm như mình nói lúc nãy là DH chấm DH template chấm rot, thì mình copy này vào, mình copy cái này vào, mình bỏ vào cái thư mục mà mình vừa mới tạo đó là demo. Rồi thì sau đó là tiếp tục là mình xem là mình cần những cái gì tiếp tục. Thì trong này là mình có hai cái file này là dùng để lát nữa cái mình sẽ chèn vào là cái gấp này nè các bạn. Thì cái này là mình muốn nó để thực hiện được gấp hoặc là thẻ vật á, thì mình sẽ cần cái file gấp này này. Thì trong này nó sẽ cho mình là những cái file này thực hiện nhiệm vụ nào á, thì nó sẽ có là cái này là chấm tool đó. Thì mình cái này thì các bạn copy cái nào cũng được, thì mình copy hai cái file này vào là một cái file này là gạch o này là có dạng là open, và cái này là chữ c này là có dạng là close để đóng á. Nhưng mà cái này thì mình chưa chưa cần cái trong thư mục của mình là mình chỉ cần là một cái file là dh-template-rot này thôi, để đỡ lát nữa mình load vào. Thì bây giờ là mình sẽ làm một file mới, thì mình load ở đây là mình thoát cái này đi, rồi mình sẽ vào cái này và mình bật cái trình duyệt lại, mình bật phần mềm lại thì mình bật vào. Rồi thì mình sẽ bây giờ lúc này là mình load này, mình load là mình sẽ load cái robot file, là mục đích của mình là để mình nhập cái bảng DH đó. Mình lót cái này vào, mình chọn là cái thư mục của mình là thư mục lúc nãy mình tạo là demo đây trên này. Ok, lót này vào rồi. Sau khi mình lót được thì mình thấy là lúc này có hai trục tọa độ này đó.
Bây giờ là tùy theo cái bảng DH của các bạn, thì các bạn sẽ nhập vào thông số bảng DH cho con robot của mình. Thì mình sẽ vào robotics và chọn là robot motion kinematics, thì mình chọn là kinematics data. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chọn là active join, là mình sẽ mình đặt cái khớp này này. Rồi tiếp tục là mình chọn cái này. Rồi thì bây giờ người ta nói là chọn là train là di chuyển hoặc là rod là xoay, thì bây giờ mình cho xoay đi. Rồi cho xoay thì bây giờ nó hiện ra là bốn thông số là theta, d, a và alpha. Thì tùy theo thông số bảng DH mà các bạn đã tìm ra được theo như robot của mình thì mình sẽ nhập vào. Ở đây thì mình nhập đến đại một thông số nào đó đi. Thì mình nhập cái này là d, lúc này là mình cho bằng 0.5 đi. Rồi a của mình thì mình không cho. Rồi alpha thì mình cũng để là không luôn. Rồi tiếp theo thì mình tiếp tục là mình active tiếp. Thì bây giờ là mình sẽ chọn cái này, số 1 này là mình nhập vào này là số 2. Có bạn nào có câu hỏi không ạ? Hello ấy, mời ấy ạ. Cho mình hỏi xíu, tại vì cái data của mình tương là data 6 thì mình sẽ ghi có bao nhiêu ta? À thì ok, thì mình sẽ trở lại cái số 1 đúng không? Rồi thì theta của mình là theta sao, thì tùy theo cái bảng DH của các bạn thì mình nhập là theo của tụi mình làm á, thì mình tìm được là cái theta của mình là bằng, ví dụ như là bằng, mình nói là theta 1 đi, là sẽ bằng là 90 độ cộng cho theta đó. Thì trong này là mình nhập là theta của mình là mình nhập 90 độ. Còn nếu như các bạn không muốn nhập 90 độ hoặc là theta của các bạn là theta sao thì các bạn để không luôn được, là nó nằm trong cái phạm vi là trừ 180 độ cho đến 180 độ thì các bạn có thể mô phỏng nó được đó. Thì tiếp tục là cái khâu này mình ok rồi, thì mình tiếp tục là mình làm tiếp tục là một khâu thứ hai. Mình đặt cái này là số 2, đó là khâu thứ hai á. Rồi tiếp tục thì lúc này là mình sẽ chọn là rod ở đây là mình muốn cho nó là một cái khớp xoay á, khớp gập á. Thì bây giờ tiếp tục này là mình nhập cái này là khoảng D thì mình không cho nha, mình nhập E đi. Đó là mình lấy ví dụ thì hơi khó, mình không biết là bao nhiêu. Nên mình nhập là 0.3 đi. Rồi. Cái này mình vẫn để ok. Thì để mình xem như thế nào nha. Cái này thì thông số này mình lấy ngẫu nhiên nên là mình không biết là nó đúng hay sai, nên là các bạn thông cảm chỗ này một xíu. Còn cái bản DH chuẩn xác thì mình sẽ làm chuẩn hơn. Rồi. Theo như thầy yêu cầu là hai khâu thì mình làm hai khâu này thôi. Tiếp theo là mình chọn width này, mình thoát đi. Rồi bây giờ mình muốn mình xem được là cái thông số của cái bảng DH của mình là nhập đúng hay chưa, thì mình sẽ vô kinematic information và mình kiểm tra một chút. Đó là đây, cái khâu của mình là mình chọn là hai khâu này. Đây thì theo như các bạn thấy là thông số bảng DH của hai khâu của chúng ta là khâu 1 và khâu 2. Rồi thì mình bấm ok và mình sẽ xem. Bây giờ mình chỉ xem là mình muốn xem được tất cả các trục tọa độ á, thì mình sẽ bấm cái này nè các bạn, là màu vàng này nè, từ trái tính về phải là 1 2 3 4 5. Thì các bạn bấm vào cái ô số 5 này nè đó, thì nó sẽ hiện cho mình là đó, là những hơi trục tọa độ. Rồi thì tiếp theo là mình kiểm tra, thì mình kiểm tra là khâu này là như thế nào, đúng theo mình quy định hay chưa. Mình bấm vào chữ join này nè, đó chữ join này, thì mình xoay, các bạn giữ chuột trái này, các bạn di chuyển chuột này đó, thì các bạn thấy là trên màn hình của mình là nó đã xoay được theo như mình đặt yêu cầu ban đầu, để nó đã xoay được. Rồi tiếp theo là câu này là cũng có xoay luôn, thì vì lúc nãy là mình đặt là câu này là cũng xoay á, là đó, thì mình đã chèn được là hai bảng, mình đã làm được hai cái khâu như thế này. Rồi thì mình cứ lấy là như vậy đi. Rồi tiếp theo là để mà các bạn vĩ được cái con robot mình á, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái chỗ là Bedicate. Vậy mình chọn là đầu tiên á, mình sẽ chọn là Select Group. Thì mình chọn cái đó là mục đích gì? Thì mình muốn là mình chọn là Body Group.
có nghĩa là mình tạo cái body cho cái con robot của mình là nó không liên quan đến các khâu đó, thì mình chọn cái này. Thì bây giờ mình muốn là mình không muốn tạo body đi, thì bây giờ mình có thể là chọn robot group luôn, là mình tạo luôn cái khâu cho cái khâu chuyển động cho con robot luôn, thì mình sẽ tạo là robot group. Mình chọn cái này rồi, tiếp theo là mình select rồi á, tiếp theo mình sẽ import, là mình khác là mình create, là mình sẽ tạo một cái gì. Thì bây giờ là mình muốn ở dưới đây là mình muốn một khâu xây, thì mình sẽ tạo là một cái đế hình trụ một tròn tròn đây đó. Thì mình sẽ chọn chỗ này các bạn, là chọn là xây liên đê này này. Rồi tiếp theo là nó hỏi là mình có chọn cái tọa độ ban đầu thì nó hay không, thì mình chọn là không đi, hay là Z cũng được, thì các bạn tùy các bạn, mình chọn là Z đi cũng được. Rồi cái này thì các bạn đặt cái vị trí ban đầu cho cái đó, thì mình chọn là ok đi. Rồi thì các bạn bây giờ nhập thông số này, cái file cái như của các bạn thì các bạn nhập là tùy theo cái kích thước cái đế của mình là bao nhiêu, thì mình nhập ngẫu nhiên, thì mình nhập ngẫu nhiên của mình là x của mình là mình cho khoảng là 0.3 đây, 0.2 cũng được. Rồi y của mình thì mình cho là chiều rộng là khoảng 0.2 luôn đi. Rồi z thì mình cho cao khoảng 0.3. rồi đó là xong thông số của mình. Cái này thì mình nói lộn nha các bạn, cái này là nó là vị trí của cái khâu này, mình lộn, mình chỉ cho lại không hết để mình chỉnh sau, nhầm cái này một xíu. Rồi mình bấm ok. Thì bây giờ nó vô cái bảng này này, thì cái bảng này là mục đích để tạo cho kích thước của cái khâu đó. Thì như các bạn cần quan tâm là chỗ là số 1, số 2 này này, radius này là bán kính và cái hay này là chiều cao. Tương tự thì các bạn sẽ nhập vào là 0.2, mình cho bán kính là 0.2 và chiều cao là mình cho còn 0.3 thôi. Rồi tiếp theo thì các bạn cũng số 4 và số 5 thì các bạn nhập vào ơi chỉ cái này, thì mình chọn là 0.2 nhập cho số 4, và mình chọn là 0.3 mình nhập cho là số 5. Cái này là xong thông số của mình. Cái hình trụ thì mình chỉ cần quan tâm là bán kính và chiều cao thôi, thì nó sẽ vẽ cho mình. Rồi mình bấm ok. Thì tiếp tục tới cái khâu này, nó hỏi mình nè, cái này quan trọng này các bạn. Thì bây giờ là nó sẽ hỏi mình là mình có chọn cái gì, chọn cái hình trục tọa độ để gắn vào cái khớp này hay không. Thì mình sẽ chọn là cái khớp này, mình sẽ chọn là khớp 1 này các bạn. Lúc nãy là theo cái khâu 1 của mình á. À. Mình nhập vào là số 1. Thì nó hiểu nè, lúc này là khớp 1 á. Rồi mình sẽ bấm ok. Vậy mình đặt tên cho nó là mình ghi là đế chẳng hạn. Rồi, mình bấm ok. Đây, theo như mình đã tạo thì được như cái đế như này. Thì mình muốn kiểm tra luôn nó có xoay được hay không, thì mình bấm chỗ join và mình sẽ xoay chuột thôi. Đó, như các bạn đã thấy. Mình có thể thay đổi màu cho con này là mình vào bracket và mình chọn là color. Và tiếp tục là mình chọn là một cái màu là màu này đây. Ok. Nó hỏi là có lưu cái màu này cho những cái khớp tiếp theo hay không, mình chọn là không. Rồi, mình được màu đỏ thì mình muốn xem thử nó xoay hay được hay không. Rồi bấm này, mình kiểm tra thử. Đây. Của mình đã xoay được rồi các bạn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ làm tiếp là một cái khâu trên. Làm tiếp một cái khâu trên. Khâu này. Khâu lên này. Và sẽ nối lên một cái tay gấp. Thì bây giờ mình làm nhanh này một xíu. Thì bây giờ mình muốn có một cái trụ, mình theo yêu cầu thiết kế của mình thì bây giờ mình muốn là có một cái trụ nó đặt vào từ ở trong này hướng lên này xíu, đặt đụng ngay này đúng không? Đụng ngay này thì bây giờ các bạn xem là cái khoảng cách này là bao nhiêu, là các bạn sẽ lắc nữa thiết lập, các bạn sẽ chạm góc tọa độ này luôn. Thì mình sẽ vào một xíu là robotic, mà mình kiểm tra là các bạn đã hát của mình, là mình xem thử là cái khâu này là bao nhiêu. Lúc này là mình chọn cái kích thước là 0.5 nha các bạn. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ thiết kế tiếp tục một khâu như thế này, nhưng mà nó hình trụ bên trong. Mình sẽ chọn là bracket, tiếp tục là mình create, mình chọn tiếp tục là cylinder, và mình nó hỏi là có vị trí không, chọn Z luôn. Rồi tiếp tục mình để cái này mình không, cái này cũng mình không luôn đây, để mình chỉnh sau. Ok, thì bây giờ mình muốn cái bán kính này nhỏ hơn. Lúc nãy là mình nhập trên này là 0.2 đúng không? Thì bây giờ mình nhập là 0.1 đi, cho hình trụ nhỏ. Rồi mình copy 0.1 mình bỏ xuống số 4. Đây.
Đây là 0.1. Cái chiều cao này thì 0.5 luôn đó các bạn. Là mình nó chạm tới đây luôn này. Rồi mình bấm OK luôn. Rồi nó sẽ hỏi là không này là không mấy. Thì bây giờ mình không này là mình sẽ chọn là câu thứ thứ hai đi. Câu thứ hai lại là trùng với cái này. OK. Rồi mình đặt tên là câu 2 luôn. Câu 2. Rồi. À thì bây giờ là mình nhận thấy là cái Z của nó là hướng lên trời. Bây giờ mình nhận thấy rồi đúng không? Thì bây giờ mình vào này mình thay đổi vị trí nó một xíu. Đây mình chọn là position và mình chọn là reference position. Và lúc này là mình sẽ mình chọn cái Z này nó xuống là cái Z này này các bạn. Mình sẽ chọn là âm 0.5. À, các bạn biết vì sao mình chọn là âm 0.5 không? Vì là theo như mình thiết kế là mình đặt cái góc tọa độ của cái khâu này nè là nó nằm trên này là khâu số 2 mà đúng không? Thì nó nằm trên này. Thì bây giờ mình muốn là nó lồng vô cái trục này luôn. Thì mình sẽ đặt là cái Z của mình tìm tiến một đoạn là trừ 0.5 nó đi xuống á, thì nó sẽ góc tọa độ nó giờ nó nằm dưới này. Cái này nó chạm trên này. Đó. Thì mình bấm là OK và mình chọn màu nó là chọn màu khác đi, color mình chọn màu brown. Đó. Vậy là xong hai khâu của mình. Thì của các bạn thì có bao nhiêu khâu thì các bạn cứ tiếp tục làm bao nhiêu khâu thôi. Mình mô phỏng thì mình làm đơn giản như thế này thôi, khỏi mất thời gian các bạn. Rồi, thì mình kiểm tra là thử là nó có xoay được hay không. Đây là xoay khâu thứ nhất này các bạn. Mình bấm giữ chuột trái để mình xoay khâu thứ nhất. Rồi, tiếp tục là mình giữ hai chuột thì nó sẽ xoay khâu thứ hai này này các bạn. Đó. Vậy là đúng theo yêu cầu thiết kế của mình. Rồi, thì tùy theo robot của các bạn có bao nhiêu bậc thì các bạn thiết kế bao nhiêu. Rồi còn bây giờ mình chỉ các bạn chỗ này. Thì chỗ này. Bây giờ cái khâu cuối này này là mình thiết kế đúng không? Thì mình phải cần phải có những cái khâu tiếp theo nó ra bên này là nó chạm cái này là cái điểm này các bạn, cái điểm này. Thì nó sẽ tương ứng với là cái điểm theo như mình lấy ví dụ như robot của mình đây. Thì nó sẽ tương ứng với là cái điểm này của mình này, cái điểm công tác này của mình này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chèn vào cho nó là một cái tool. Cái tool ở đây là mình sẽ chèn vào là một cái tool là dùng để nó gấp á, mình cho cái kẹp. Thì bây giờ như lúc nãy mình nói thì mình sẽ copy cái file tool. Cái nào cũng được, các bạn sẽ chọn cái nào cũng được. Thì mình sẽ copy cái này. Và mình bỏ vào cái thư mục mình vừa tạo luôn. Rồi. OK, thì vào trong cái phần mềm này nè, thì các bạn sẽ vào file và các bạn sẽ chọn là load. Bây giờ các bạn load cái gì? Các bạn load là các bạn sẽ load là cái tool đó các bạn. Tool file là cái file công cụ ạ. Load vào. À, lúc này thì nó hiểu luôn là file demo của mình này. Mình có cái này luôn. Mình open vào. Đó, cũng như các bạn thấy là mình đã chèn được một cái file công cụ dùng để gấp vào vị trí công tác của mình. Là mình để mình gấp hoặc hay là mình thao tác gì đó. Rồi thì mình làm được cái này rồi á. Thì lát nữa mình có những cái sau mình lập trình thì nó cái công cụ này cho phép mình gấp hoặc hay là thẻ vật gì đó là xong. Không thôi các bạn, mình kiểm tra một lần nữa là xoay là xoay đó. Thì theo như mình định mua như này rồi. Rồi tiếp tục là bây giờ mình sẽ vỉ một cái bây giờ mình tính toán làm sao mình vỉ được một cái cây như thế này này các bạn. Mình vỉ luôn nha, vì cái này mình bạn đưa hát mình cho từ cho nên là nó không chính xác một xíu. Là bây giờ mình vỉ một cái cây nó nằm chỗ này luôn là cho thao tác này nó gấp luôn á. Để lát nữa mình xoay thử coi nó có được hay không. Thì bây giờ mình vỉ một cái thanh công cụ để mình chọn này vào. Từ trước hết là mình kiểm tra là các bạn đưa hát lại một lần nữa là mình cho một cái khoảng cách là 0.3 đúng không? 0.3 thì bây giờ mình vỉ một thanh hình trụ nằm cách ít như này, một đoạn là 0.3 hay là 75, 71, 72 gì đó là 5 ngày nay được các bạn. Lần nữa mình gấp luôn. Đó thì bây giờ là bạn sẽ vào là
Bây giờ mình sẽ tạo là cái này nha, cái này là nó không liên quan đến, cái này là nó không liên quan đến cái con robot nha. Thì mình sẽ tạo là select group và mình sẽ chọn là body. Bây giờ là mình sẽ chọn là body và sau đó là tiếp theo là bây giờ mình tiếp tục là mình tạo, mình create là mình tạo này. Bây giờ mình tạo cái gì? Mình tạo một cái block, một thanh hình trụ á. Ok, tiếp theo là nó hỏi có đặc biệt đấy hay không, thì lúc này mình sẽ không thì nó sẽ tạo ngay góc tọa độ này, rồi sau đó mình dời sau. Rồi bây giờ mình đặc biệt kích thước này các bạn, là nó chọn là 0.2 0.2 0.5, thì bây giờ mình tùy ý, mình chọn là 0.2, cái này là y là mình chọn là 0.1 thôi, hay 0.2 gì đó cũng được, 1 này. Rồi tiếp theo là cái chiều cao này, chiều cao thì bây giờ mình muốn là 0.6 đây, nó vượt qua cái kia một xíu, 0.6 mình bấm ok. Rồi nó hỏi là cái gì thì mình kêu là mình đặt cái này là vật này đó, bấm ok. Thì hiện tại là bây giờ các bạn sẽ không thấy đúng không, vì nó nằm trùng này rồi, nó phất này rồi, phất này rồi. Thì bây giờ là mình sẽ vào là bracket và mình chọn là position, mình reference nó đi, mình chuyển nó qua một đoạn là x bằng 0.32 đi. Đó, nãy mình chọn cái này là tới vị trí này này là 0.3, thì bây giờ mình dịch một đoạn là 0.32 đi. À ok. Thì nó nhỏ như này đúng không? Thì các bạn bây giờ thay đổi kích thước một xíu. Là các bạn vào modify là mình đã thay đổi kích thước của nó. Rồi, mình sẽ chọn lại. Bây giờ là cái x của nó là mình chọn là 0.0005 thôi. Cái y của nó thì mình cũng chọn là 0.05 thôi. Và chiều cao của nó thì mình chọn là khoảng 1 luôn đi, 1-2 dùng được. Đó. Đó, là mình đã tạo được nha các bạn. Rồi. Thì mình tạo được cái quạt này là mục đích để đỡ mình gấp á. Mình vì mình mô phỏng là mình đưa thông số nó ngẫu nhiên đó, nên là mình không biết là bây giờ mình tạo này luôn cho đơn giản. Các bạn hiểu được các bạn lập trình được thôi. Thì mình dịch thêm một đoạn chiếu vào đây. Là mình dịch cái một đoạn khoảng là mình dịch nên nó quay phải một xíu nữa cái vật á. Là mình dịch thêm một đoạn là 0.33 0.34 cũng được. Rồi, đó. Thì theo như các bạn có thể thấy là bây giờ nó dịch được còn là như này. Rồi, giờ mình tiến hành mình vào mình mô phỏng luôn. Thì để mà mình mô phỏng được á, thì bây giờ mình bấm là lưu tất cả đây, mình bấm là bracket, mình chọn là lưu tất cả này lại trước đây, để mình chọn là xoay on body. Rồi nó hỏi là mình lưu ở đâu, thì bây giờ có phải là mình copy cái đường dẫn này không, copy đường dẫn của mình, rồi mình lưu trong cái đường dẫn của mình, paste vào, rồi sau đó là mình ok. Rồi là mình lưu cái này xong nha, tiếp tục là mình lưu cái gì, mình lưu là mình lưu cái save file của mình ạ. Mình save file là mình lưu toàn bộ của cái save này á. Thì mình cũng tương tự, mình lưu trong đường dẫn nó luôn, mình dán vào và sau đó là mình ok. Rồi lưu một lần nữa, rồi ok, yes. Lúc này là các bạn đã lưu xong. Thì bây giờ mình muốn đi lập trình cho nó, thì mình sẽ bấm vào cái nút program này các bạn, program này này, bấm vào đó thì nó sẽ hiện lên như thế này. Thì các bạn sẽ tạo một cái file chương trình mới, bấm new, và các bạn lưu ở đâu thì các bạn sẽ lưu vào cái đường dẫn của mình là mình đã copy rồi đúng không, mình bấm vào chỗ này thế nào và mình bấm ok. Rồi lúc này mình đã lưu xong, thì mình kiểm tra thử coi là cái này đã có chưa. Đây file chương trình của mình này, chấm program là file chương trình. Rồi tiếp theo là mình sẽ vào là mình load cái file chương trình nó lên. Đây theo như các bạn có thấy là mình khi mình lưu xong thì mình load vào để nó khi mà mình chạy nó lưu trong cái file này, open. Rồi là các bạn đã load thành công rồi, sau đó là bây giờ các bạn muốn edit nó là để lập code, thì các bạn sẽ bấm vào edit này này đó, thì nó sẽ hiện cho các bạn một cái file là notepad là mình để mình sẽ lập trình cho nó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi làm cái gì đầu tiên, có phải là bây giờ mình sẽ theo dõi bây giờ là mình muốn là cái vị trí này ok rồi này, là đúng đúng cái vật của mình rồi á, thì mình đầu tiên là mình ghi lại vị trí này một lần,
thì mình bấm cái chữ là BTB này các bạn. Đó, thì mình kiểm tra thôi nó có lưu hay chưa. Thì chưa lưu thì bấm lại một lần nữa. Thì cái này chưa lưu thì mình tắt đi, mình bấm edit lại. Đó, theo như các bạn có thể thấy thì mình bấm này nó bấm hai lần á. Hai lần thì nó sẽ ghi hai lần, mình xóa lại một lần đi. Đây là vị trí ban đầu của nó. Rồi, tiếp theo á, các bạn muốn, đúng không? Nó tới vị trí vật được rồi á. Thì bây giờ nó sẽ làm gì? Nó sẽ gấp cái vật. Gấp cái vật thì các bạn sẽ có một cái câu lệnh là, để mình xíu, mình sẽ có một cái câu lệnh. Đây các bạn. Đây, thì như mình là có một cái câu lệnh là như thế này. Là bây giờ mình có copy cái này vào. Và mình bỏ vào cái file lập trình của nó. Rồi. Cái này thì cái này này các bạn là load cái gì? Load cái công cụ của mình là cái tool này này. Tool này là cái gì? Lẽ là của mình là tránh gì? Theo như của mình đặt là mình xem lại một xíu là cái file demo. Đây, mình đặt là cái là đúng không? Mình copy cái tên này này, copy cái tên này này. Copy vào. Đó. Sau đó mình vào cái này. Mình bỏ này đi, mình gắn lên bằng cái tên của mình. Rồi. Bây giờ nó đã load được cái công cụ của mình rồi đó. Tiếp theo nó làm cái gì? Nên là gấp này. Câu lệnh này dùng để gấp cái vật. Thì mình sẽ gấp cái gì? Gấp cái vật của mình là lúc nãy mình đặt cái tên này này các bạn nhớ nha. Các bạn đặt cái tên gì ạ? Nó gấp cái gì thì các bạn phải nhớ cái tên của nó. Thì như lúc nãy là mình có đặt ở đây là mình sẽ đặt là đây cái vật của mình đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nó gấp cái vật gì? Là mình ghi chữ vật. Rồi. Mình enter. Thì bây giờ mình xem thử coi là mình lưu lại đi. Mình xem thử coi là nó có chạy đúng hay chưa. Rồi tiếp tục mình chỉnh sửa sau. Thì mình bấm là edit lại. Rồi mình bấm chữ run. Run này các bạn. Run. Là nó kêu là nó chạy rồi này. Và nó bấm là kêu là bấm ok. Rồi tiếp theo ạ. Khi mà nó chạy rồi nha. Là các bạn để ý trên này này, thấy nó chạy là mình biết. Rồi sau đó mình bấm, bây giờ mình muốn di chuyển mà đúng không? Mình muốn di chuyển đi đâu thì mình bấm là chỗ là son. Rồi sau đó các bạn di chuyển đi. Đó. Mình muốn di chuyển đi vị trí này. Rồi. À, rồi đó sau đó mình thả ra. Tới này mình thả ra thì tới vị trí này các bạn nhấn một nút nữa là BTB là lưu lại cái vị trí này. Đó, các bạn nhấn vào một nút là BTB để lưu lại cái vị trí này. Thì mình xem thử có nó lưu chưa. Thì cái này là nó load. Mình nghĩ là cái này là load chậm đó các bạn. Nên là mình tắt cái đi. Tắt đi. Và mình sẽ edit lại. À, lúc này nó vẫn chưa lưu câu lệnh đó. Thì mình vẫn tắt đi. Bấm lúc này BTB này. Rồi. Mình tắt đi. Sau đó là mình edit lại. À, lúc này nó vẫn chưa lưu. Edit lại. Ok, đây như mình đã bấm thì nó đã lưu hai lần rồi. Tới vị trí này là các bạn thỏa mãn theo vị trí các bạn yêu cầu á. Thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ gì? Giờ thả ra, thả cái vật ra. Thì bây giờ mình có câu lệnh là thả vật là như thế này. Thả ra thì bây giờ là mình sẽ có là load cái tool này này. Đó. Load cái tool này. Rồi sau đó là mình câu lệnh này là release này là body, mình lại tương tự là mình copy chữ vật và mình bỏ vào, sau đó mình bấm enter. Lúc này là nó đã thả rồi ạ. Mình bấm lưu lại, save file. Rồi ok, mình tắt này đây, edit lại. Rồi nó để lưu. Bây giờ mình chạy thử nha, mình chạy thử coi là nó để đúng theo yêu cầu mình này chưa. Bấm run. Đó, trên này một lần nữa các bạn xem. Rin. Rồi ok, nó đã chạy thành công. Thì bây giờ mình làm gì? Thì mình sẽ làm này thôi, thì bây giờ đơn giản như này thôi. Còn bây giờ mình muốn nó trở lại vị trí này thì mình bấm join và mình xoay vị trí này thôi. Rồi, tới vị trí này mình làm gì? Lưu, bấm một lần nữa. Bấm một lần nữa nên nó ghi nhận cái vị trí này. Tắt này đây. Bấm một lần, rồi edit. Ok, lúc này nó đã lưu cái vị trí cho mình.
là vị trí này là vị trí ban đầu cũ lại rồi. Sau đó là mình sẽ có một câu lệnh là mình kết thúc chương trình luôn, là mình bấm là end gì kết thúc chương trình đó. Rồi mình sẽ bấm lưu file rồi save. Ok. Rồi bây giờ đỡ các bạn có thể theo dõi thì mình sẽ bấm chân chạy, mình bấm edit lại thêm thử coi là xem chương trình là đúng hay không. Rồi hợp lý, và mình sẽ bấm run đó, mình sẽ run lại cho các bạn xem. Run rồi, nó đã theo như cách mình đề ra là áp vật tới vị trí này, thả ra và trở lại vị trí cũ, thì mình đã làm xong. Còn chỗ này thì cái khâu này thì mình không vẽ để mình tiết kiệm thời gian. Thế thôi, tới đây là chương trình đã cơ bản nhất đã hoàn thành rồi. Các bạn tùy theo robot thì các bạn có thể nâng cấp lên là bao nhiêu vật, hay là khâu nó di chuyển như thế nào thì tùy theo robot của các bạn. Thì tới bước này thì có bạn nào có thắc mắc thì có thể hỏi mình vậy đó. Có ai có thắc mắc gì không ạ? Hoài cho mình hỏi thôi. Ok, hỏi đi Trung. File chương trình, cái file chương trình tool với lại file tool này thì bạn lấy ở đâu vậy? À, thì trong cái thư mục khi mà mình giải nén được đúng không? Đây là cái chương trình mình đã giải nén được của phần mềm EasyRobot. Đây, thì mình kích vào. Nó sẽ có cái thư mục này nè các bạn, là Pro này này. Thì các bạn nhấn vào thì nó có những cái tool. Thì các bạn có thể nào lấy cái tool nào cũng được, các bạn chèn vào thì mình xem là nó có hợp lý hay không, đẹp hay không thì mình lấy, còn không thôi thì mình lấy cái khác. Rồi và quan trọng là cái này là cái file là DH template import, là mình bỏ vào trong cái thư mục của mình tạo á, là mục đích là mình để mình có cái file đó mình load được cái bản DH của mình vào, là mình nói lúc nãy là file là DH template import nha các bạn. Bạn chú ý cái này thì trong thư mục của mình là mình tạo là nó có là những cái file như là HTML, rồi là cái này thì mình lưu này, mình lưu nó có, cái này mình lưu nó có, cái này mình lưu nó có luôn. Ba file này là khi mình thực hiện mình lưu, còn cái này là mình bỏ vào, là này là công cụ của mình, còn cái này là cái file dùng để load các bạn để hát vào đó, rất đơn giản như vậy thôi. Thì có bạn nào có hỏi nào nữa không ạ? Ok, cảm ơn Hoàng nhiều. Ok, cảm ơn Hoài hỗ trợ nhé. Dạ rồi ạ, cảm ơn thầy ạ. Đó, mình theo dõi nãy giờ rồi đúng không ạ? Thì lưu ý các bạn ha, đây là một cái phần mềm thì nhỏ này, nó là một cái tool nhỏ thôi đó, mà cái thầy gửi bữa trước, thầy gửi cho các bạn cái file, cái sụt thầy gửi các bạn là trong đó có đầy đủ nha, là đó mà như bạn Hoài mới nói đó, những cái thư viện ấy đó, mà nó có đầy đủ trong đó các bạn ha. À, thư viện Tịnh Tiến, thư viện Xoay, nó có đầy đủ đó. Bữa trước thầy đã gửi một trên cái group lớp mình á, đúng không ạ? Bữa lớp mình có xin đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ thưa thầy, em xem lại group Zalo thì em chỉ thấy file PDF hướng dẫn sử dụng phần mềm. Chưa có cái đó hả? Dạ em đang xem lại, hình như là chưa có. Hình nhớ gì là bữa trước thầy trên trang cover. Không, hôm bữa trước thầy có bạn, một bạn xin thầy, nói là em lót không được, rồi lót gì đó thầy có gửi. Thầy có gửi nguyên cái sụt đó đó. Trong nhóm Zalo nhóm em không có gì. Có không? Không có hả?
Ok, không có thì thầy sẽ gửi liền cho các bạn, cho những bạn mà các bạn có thể, đây là cái công cụ để hỗ trợ cho các bạn mô phỏng các bạn ha, nhắc lại là thể hỗ trợ chúng ta mô phỏng. Buổi trước thầy nhớ thầy gửi các bạn là liên hệ giúp mình, có liên hệ với thầy gửi mà. À, thầy gửi trên course đó thầy. Không, thầy gửi nguyên cái sụt bây giờ thầy. Các bạn sẽ ra cái file như thế này đây ạ. Thầy đinh ninh là thầy gửi lớp này rồi. Bạn nào chưa có thì có thể lấy cái này về ha. Nói như bữa trước thầy nói chỉ vài mê thôi ạ. Dạ vâng ạ thầy. Cảm ơn thầy ạ. Ok. Này này. À, thôi tạm thời chúng ta. Tại vì nếu mà các bạn làm mới thì chắc là không kịp. À, tạm thời thì chúng ta qua cái phần lý thuyết một chút xíu các bạn nhé. Đây trên chương trình là thầy sẽ giới thiệu các bạn đúng không ạ, theo cái tiến trình của mình ha, thầy sẽ giới thiệu các bạn là cái phần động học, động lực học của robot. Dạ thầy ơi, hỏi gì dạ. Hỏi gì Hoài? Dạ là khi mà mình báo cáo cái pha cái đồ án cuối kỳ thầy, làm mình có cái phần mà mình báo cáo mình có cần làm thêm Hoàng, cái... đợi xíu, lắc quá thầy không nghe được, chứ em chờ xíu thầy coi lại cái nét cái, tại vì thầy phải liên tục bật qua bật lại mà 4G nhé, không biết bên các em có nghe rõ thầy không ạ? À? Hay là có người giật có. Sao mà bạn Hoài giờ nói nó ok mà sao mà Hoài mới nói lại thì nghe là giật, Hoài nói lại thì nghe thầy. Dạ là cái mình khi mình báo cáo thầy. Là mình báo cáo là thực tế, với lại là mình có cần là mô phỏng trên phần mềm MATLAB kèm không thầy, hay là mình chỉ cần báo cáo thầy, đây này. Các bạn càng chi tiết như thế nào đó mà thì nó thể hiện được cái công sức của cả nhóm là thấy thầy nó không dạ rồi, ví dụ như ví dụ như có cái bạn này làm về MATLAB thì như vậy nó sẽ hiện được, ví dụ các bạn chia công việc ra, ví dụ như cái nhóm của em 6 người đi đúng không ạ, và công việc này nó lớn phù hợp với 6 người thì chắc chắn là các bạn sẽ được ghi nhận, với các bạn sẽ được điểm cao hơn là ví dụ những bạn khác đúng không ạ? Các bạn khác ví dụ chỉ làm ở trên thực tế rồi trình bày show cái robot thực tế, cái thầy hỏi robot thực tế thôi đúng không, thì ví dụ như mình có thần thêm phần mô phỏng bên SolidWorks thì thầy nói không ạ, các bạn có thần kết nối mô phỏng bằng MATLAB thì chắc chắn là em sẽ được ghi nhận điểm nhiều hơn. À, thành viên trong lớp, thành viên trong nhóm cũng sẽ được ghi nhận đánh giá cao hơn. Tại công việc của mình tới 6 người thôi mà. Nếu mà nhóm từ 5 đến 6 bạn thôi mà. À. Tuy nhiên, ví dụ như thầy nói các bạn ha, tuy nhiên những bạn mà không có làm MATLAB cũng không có nghĩa là điểm thấp ha, mà thầy đang muốn coi các bạn là cái giải pháp của các bạn. Đó mà các bạn điều khiển như thế nào. Và cho các bạn, cho các cánh tay các bạn làm việc ra làm sao. Nha. Thầy giới thiệu đúng không, quay trở lại bài chúng ta như yêu cầu chúng ta sẽ đi động lực học của tay máy đúng không ạ. Phần bài tập, thuyết trình bài tập nó tạm dừng chút xíu các bạn nhé. Ok, phần tiếp theo động lực học đúng không ạ. Các bạn nhớ giùm thầy ha, nó có khác ở những chương trước. Chương trước là chúng ta là động học đúng không ạ, tay máy có nghĩa là chúng ta mô hình hóa toán học
bởi một cái tay máy, một cái, đúng không, một cái chuyển động, để từ đó chúng ta tìm đúng mà các cái tham số của cái hệ thống chúng ta. Qua phần này thì chúng ta đi về động lực, động lực học như vậy này. Tại sao chúng ta quan tâm đến vấn đề động lực học này? Thí dụ như một cánh tay robot, đúng không ạ? Khi chúng ta thiết kế thì các bạn thấy á, đúng không ạ? Cái ví dụ như cái mô hình robot này, các bạn thấy thường cái đế nó thường to, đúng không ạ? Ví dụ đây, mượn hình này nhá, hình như này. Ví dụ cái đế này to, đúng không ạ? Cái phần trên to, và các bạn thấy, các bạn lưu ý là cái phần đi ra càng xa cái body ha, càng xa cái body cánh tay robot thì nó sẽ nhỏ dần, đúng không ạ? Và khi đến cái tay thao tác thì nó càng nhỏ nữa, để làm sao ạ? Để nó đảm bảo được cái trọng tâm của toàn bộ con robot này ở vị trí thấp và vị trí cân bằng ha. Thì để đảm bảo được cái trọng tâm ở vị trí thấp và vị trí cân bằng này thì chúng ta sẽ lưu tâm đến một cái chuyện, đó là cái cơ cấu, hay nói cách khác chúng ta lưu tâm đến một cái chuyện, đó là cái lực, đúng không ạ? Cái lực của cánh tay robot. Tại vì nếu như các bạn làm cái tay đòn này là thí dụ như ở cái link này là các bạn nó dài quá thì như vậy thì khi chúng ta, đúng không ạ, chúng ta gấp một cái vật nào đó thì nó sẽ nảy sinh một chuyện này sao ạ? Cái lực, đúng không ạ, lực nâng, lưu ý ha, cái lực nâng này của cái link này nó không chịu nổi, và khi nó không chịu nổi cái lực nâng này thì nó sẽ bị gãy cái link ngay khúc này, đúng không ạ? Hoặc là nếu như cái vật liệu, như thầy nói các bạn, nếu như cái vật liệu này mà nó chắc, đúng không ạ, và nó đủ cứng thì như vậy nó không gãy, mà nó sẽ nảy sinh một cái hiện tượng gì ạ? Nguyên một cái cơ cấu robot này, cánh tay robot này nó sẽ bị giật, đúng không ạ? Các bạn ha, nó sẽ bị giật, hoặc là nó sẽ phá hủy những cái khớp này. Đó là lý do tại sao mà chúng ta sẽ quan tâm đến cái lực của cái tay máy. Như vậy thì trong cái chương này nó mục đích chúng ta để làm gì ạ? Để giúp chúng ta phân tích và chúng ta tính toán được là với cái tay máy này, với cái cấu trúc này thì nó sẽ nâng vật được khối lượng bao nhiêu. Các bạn hiểu không ạ? Nó sẽ nâng vật được một khối lượng bao nhiêu ha các bạn ha. Hay là chúng ta có một cái là cái khả năng làm việc của tay máy, thì đó là chúng ta phân tích cái động lực học. Và khi mà đã giải quyết cái bài toán động lực học này thì đa phần chúng ta sẽ lấy bài toán về hàm la răng để chúng ta giải quyết. Đây là môn toán học, đúng không ạ, ở cái môn toán đại số của các bạn ha. Rồi, ở đây nhắc sơ thôi, đúng không ạ? Như vậy thì ở cái phương pháp động lực học này, lưu ý thầy ha, động lực ha, như vậy thì chúng ta chủ yếu là chúng ta xác định cái moment và cái lực, đúng không ạ, tác động trong suốt quá trình mà chuyển động của cái cánh tay robot chúng ta, đúng không ạ? Việc mà xác định các lực, đúng không ạ, cũng như cái moment á, thì nó để xác định như nãy thầy nói giới thiệu ban đầu là nó dùng để sao ạ? Tính toán cái công suất của động cơ, đúng không ạ? Cái độ bền của cơ cấu ha, thì đã đảm bảo là sao ạ? Tính ổn định cũng như là tin cậy của robot. Bên cạnh đó, đúng không ạ, cũng việc xác định cái lực này nè, thì chúng ta sẽ xác định hay còn gọi là đánh giá được cái sai số của cái cơ cấu của chúng ta các bạn nhớ mà. Vì lý do sao ạ? Thí dụ như khi chúng ta cái di chuyển một cái cơ cấu nó có một cái lực gọi là lực quán tính, các bạn nhớ mà, đấy, nó có một cái lực gọi là lực quán tính các bạn ha. Thì cái lực quán tính này khi mà chúng ta cầm một cái vật chúng ta đưa sang phải thì thay vì chúng ta đưa một vị trí nào đó chúng ta ngừng, đúng không ạ, nhưng mà toàn bộ cái cơ cấu chúng ta nó nặng quá, thành ra khi các bạn di chuyển như vậy thì tới vị trí mà chúng ta mong muốn rồi, thay vì ngừng lại thì nó không ngừng ở đó mà nó còn sao ạ? Nó bị di chuyển đi một đoạn, là lý do lực quán tính. Thì rõ ràng lực quán tính ai cũng biết, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta còn có một số cái lực khác tác động lên cánh tay robot chúng ta. Thí dụ như chúng ta có lực trọng trường ha các bạn ha. Thí dụ như chúng ta có lực tương hỗ và chúng ta có lực ly tâm khi mà chúng ta quay đó các bạn, đúng không ạ? Đặc biệt là khi chúng ta xoay ha, xoay tròn ha, xoay tròn theo trục Z, thì khi chúng ta quơ như thế này, xoay từ vị trí A B thì chúng ta thường sẽ có một cái lực là lực ly tâm, đúng không ạ? Vân vân, có nhiều cái lực. Và để tìm được những cái lực này thì thường là đa phần là chúng ta sẽ dùng một cái hàm gọi là hàm ra răng để chúng ta nghiên cứu các bạn ha. Ở đây cái chương này mang tính chất giới thiệu cho các bạn, đúng không ạ? Quay lại cái cơ học la răng thì các bạn mà học môn ở đây chúng ta học ngành tự động, nhưng nếu những cái bạn mà học về cơ khí, ngành cơ khí thì các bạn học rất nhiều về cái cơ học la răng này. Đó là chuyên ngành của các bạn. Ở đây thì chỉ, đúng không ạ, chúng ta sẽ ghi nhận lại, đúng không ạ, cái kết quả để chúng ta vận dụng mà thôi. Thì cái hàm la răng đó các bạn, hay còn gọi là cái lực á, lực la răng đó ạ, được sự xác định bởi sao ạ?
K trừ cho B. Lúc này K được xác định ha, thì ghi ha, trong đó K là cái tổng động năng của hệ thống và B là tổng thế năng. Đúng ạ. Như vậy thì cái hàm Lagrange nó được xác định bởi hai thông số K trừ B. Đúng ạ. Và các bạn lưu ý rằng thì đúng không ạ, cái tổng động năng và cái thế năng ha, thì đây là một cái đại lượng vô hướng. Được chưa? À, chính vì vậy thay vì các bạn để đây là cái hàm tổng, thành ra thường người ta sẽ đối với robot mà có n khâu á, thì như vậy thì sao ạ? Mỗi một cái động năng, có nghĩa là một khâu thì nó di chuyển có một cái động năng riêng, đúng không ạ? Như vậy thì trên một con robot chúng ta có nhiều cái khâu, như vậy thì tương ứng là chúng ta sẽ có nhiều cái gì ạ? Nhiều cái động năng, được không ạ? Cũng tương tự như vậy ha, chúng ta cũng có cái B là được gọi là cái thế năng, đúng không ạ? Thì mỗi một cái link của chúng ta thì ở trên cái vị trí không gian chúng ta, các bạn lưu ý, ví dụ như cái cao, cái link này ở cao so với mặt đất, ở thấp so với mặt đất, như vậy mỗi lần một cao hay thấp thì nó sẽ có một cái thế năng khác nhau các bạn ha. Như vậy càng xa, càng cao lên, đúng không ạ, so với mặt đất thì chúng ta cái thế năng chúng ta nó càng lớn. Chính vì vậy thành ra trong cái phương trình Lagrange này thì K và B chính là tổng của các thành phần động năng, đúng không ạ? Và đối với robot chúng ta thì đó chính là tổng của sao ạ, các thành phần động năng của từng khâu. Như vậy để biểu diễn thằng này thì chúng ta có cái biểu thức này, K bằng tổng của KI các bạn nha, K bằng tổng KI ha, với N là số khâu các bạn nhé. B cũng bằng vậy, tổng của B với đây là số khâu. Và để chúng ta xét một cái khâu nào đó, đúng không ạ, chúng ta xét một cái khâu cụ thể nào đó thì tạm gọi là một cái khâu Y, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có cái biểu thức, đúng không ạ, KI đó chính bằng K, đúng không ạ. À, các bạn lưu ý ha, với cái hệ tọa độ, đúng không ạ, Q đó là tọa độ suy động của khớp, và chúng ta có cái đạo hàm, đúng không ạ, nhớ thầy ha, đạo hàm của Q nha, đạo hàm riêng của Q. Như vậy thì KI lúc này được xác định bởi K nhân với lại Q, đúng không ạ, và Q chấm Y, tương tự cho thế năng các bạn nha. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái hàm, đúng không ạ, à, ở cái công thức 7.2, đây là công thức cuối cùng để chúng ta xác định ra cái lực của một cánh tay robot các bạn nha. Thì lực ép của một cái khâu thứ y đó trong cái cánh tay robot chúng ta thì được xác định lấy đạo hàm theo hàm Lagrange của, đúng không ạ, của Q các bạn nha. Đây là cái công thức 7.12, đây là công thức để xác định cái lực, đúng không ạ. Thì để rõ hơn về cái cách tính này thì chúng ta có một cái ví dụ sau. Các bạn tham khảo một cái ví dụ sao thầy? Ví dụ như đây ạ. À, chúng ta có một cái robot có hai khâu như hình vẽ chúng ta. Đúng không ạ? Đây ạ, cái robot M1 và M2 ha, chúng ta có hai khâu. Bạn nắm được chưa? Đây ạ. Vậy chúng ta có hai khâu thì khi mà chúng ta xét, đúng không ạ? Với cái chiều dài, mỗi một cái khâu này nó có một cái chiều dài là D1 và D2, đúng không ạ? Với một cái khối lượng tại những cái các cánh tay, những cái link thì chúng ta có khối lượng riêng M1 và M2. Đúng không ạ? Các bạn ha. Thì như vậy thì chúng ta có, đúng không ạ, xét chúng ta xét từng khâu. Đúng không ạ? Ở khâu 1 nha, thì cái K chúng ta, đúng không ạ? K là cái động năng nãy chúng ta đó. Đúng không ạ? K thì được xác định bởi công thức bằng là 1/2 MV bình phương. Đây là công thức xác định động năng rồi. Ha. Thì với cái V thì chính là bằng gì ạ? D1 nhân với theta D1 bình phương nhân theta 1, đúng không ạ, chấm bình phương, à, công thức 7.3. và chúng ta có cái thế năng, đúng không ạ, tại vị trí này thì chúng ta có cái thế năng, thế tăng thì chúng ta liên quan đến cái gia tốc, do đó thế năng chúng ta sẽ là bằng trừ m nhân với g nhân với t1 cos theta t1. Đây là công thức các bạn ha, 7.3 và 7.4. còn đối với khâu 2, đúng không ạ, thì tọa độ chúng ta có cái tọa độ x2 và chúng ta có cái giá trị là y2, đúng không ạ, chúng ta sẽ có x2 và chúng ta có y2, và chúng ta sẽ có cái chiều cao thế năng được tính bởi cái công thức là sao ạ, h chính là bằng d1 nhân cos theta 1 cộng cho d2 nhân cos theta 1 cộng theta 2. À, thì đây là một cái ví dụ cho cái hình chúng ta có một cái robot hay không nha. À, chúng ta có về vận tốc, xét ra với vận tốc và chúng ta xét ra, đúng không ạ, vận tốc thì V2 bình phương
đó mà tính cái ma trận này V2 bình phương sẽ bằng x 2 chấm bình phương cộng y 2 chấm bình phương, rồi chúng ta thế vào thôi, chúng ta sẽ lần lượt ra được V2 bằng cái biểu thức như thế này, đúng không ạ? Và từ cái biểu thức V2 bình phương này chúng ta thế vô đây, đúng không ạ? K2 chính là bằng 1/2 m2 nhân V2 bình phương, để chúng ta ra được công thức 7.5 ở cái link thứ nhất, đúng không ạ? Chúng ta có K1 là 7.3, B1 là 7.4, và ở cái link thứ hai chúng ta sẽ có là K2 là biểu thức 7.5 và nha, và B2 là 7.6 à, các bạn ha. Được chưa? Rồi thì đây là cái công thức để mà chúng ta sẽ tính ra, thì cái công thức này nè các bạn, đúng không ạ? Ở cái B2 này có ta còn có một cái, thì toàn bộ cái này nè các bạn, cái công thức của nó là gì ạ? B2 sẽ bằng trừ M2 nhân với lại R nhân với H. Nhớ thầy ha, công thức của nó là B2 bằng trừ M2 nhân R nhân với H, đúng không ạ? À, nhớ cho thầy ha. Và H chúng này, chúng ta cái thông số H của chúng ta đó chính là cái thông số này ạ. Đó chính là D1 cos theta 1 cộng D2 cos theta 1 cộng theta 2. Được chưa? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tính ra cái lực, thì lúc này chúng ta sẽ có sao ạ? Chúng ta có thế năng và động năng của từng khớp, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vô, có thế năng năng và chúng ta sẽ tính cái lực. Hai các bạn. Nhắc lại là chúng ta đã có cái động năng và cái thế năng của từng khớp, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ thế vô để chúng ta tìm ra được cái lực các bạn nha. Thì trong cái ở đây ví dụ ở đây ạ, áp dụng la răng, đúng không ạ? Để cho chúng ta tính ra được cái lực. Thì khi chúng ta tính cái lực thì chúng ta thế K1 cộng K2 vào thôi. B1 B2 vào thôi. Các bạn nha. Và chúng ta sẽ ra được cái công thức lực cuối cùng của chúng ta tiếp theo là răng, nhớ thầy ha, đó chính là 1/2 m1 cộng m2. Thì cái này chúng ta cũng nhìn ra được, đúng không ạ? Thầy khỏi có đọc cái này các bạn nhé. Thì cái này chẳng qua chúng ta lấy lần lượt k1 cộng k2 b1 cộng b2 thôi, k1 k2 đã tính hay chưa, đúng không ạ? Như vậy thì đối với cái khâu thứ nhất ha, thì chúng ta áp dụng cái thằng này, áp dụng cái hàm đây ạ, à. f1, đúng không ạ? Chính là đạo hàm, đúng không ạ? Của delta L chia cho delta QI trừ cho delta L chia QI, đây là Q1, đúng không ạ? Q1. Thì như vậy thì ứng với cái việc chúng ta thế cái công thức này vào trong cái biểu thức, đúng chưa? Chúng ta lấy đạo hàm thằng này, đúng không ạ? Theo Q chấm ha, thì chúng ta sẽ ra được cuối đây ạ. Cuối cùng thì cái lực của chúng ta là công thức 7.8. Các bạn ha. Rồi, như vậy thì để xác định cái lực thì sau này chúng ta sẽ áp dụng, đối với khâu thứ nhất chúng ta sẽ áp dụng cái công thức lực này luôn, F1. Đúng không ạ? Chính là đây là cái công thức hồi nãy như thầy nói các bạn đây ạ, đây công thức ha, đạo hàm. Như vậy thì chúng ta của toàn bộ cái nhánh này chúng ta sẽ đạo hàm theo theta 1 thì chúng ta ra được đây. Và chúng ta thấy rằng sao ạ? Đúng không ạ? Muốn cho cái khâu này nè, khâu thứ nhất nó quay được, đúng không ạ? Thì các bạn làm sao làm? Phải tìm ra được một cái động cơ. Và cái động cơ này có cái lực phải lớn hơn là cái lực này F1 chúng ta. Tại vì nếu các bạn nhỏ hơn thì các bạn cái lực chúng ta không đủ để xoay cái cánh tay. Các bạn nhớ nha, không cái cánh cây không cái sủ được xoay cái lưng thứ nhất ha. Tương tự cách làm tương tự nha. Cách làm tương tự thì chúng ta sẽ tính ra ở cái lực cho cái khâu thứ hai. Đúng không ạ? Và các bạn cũng áp dụng công thức để cuối cùng chúng ta sẽ ra được cái công thức 7.9 là cái lực của F2, và cũng muốn xoay được, đúng không ạ, của cái link thứ hai thì chúng ta cũng phải làm sao ạ? Chúng ta cũng phải tìm cho được cái lực làm sao, cái động cơ chúng ta phải tạo ra một cái lực lớn hơn cái lực F2 này. Nhớ thầy ha. Thì đó là cái cách mà người ta xác định. Đúng không ạ? À, lưu ý thì đây là cái giới thiệu cho các bạn thôi. Các bạn này mang tính chất thì như thầy nói các bạn đó, trong cái môn học của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tập trung vào cái động học thuận phân tích ha. À, cho bài toán động học thuận thì thường động học nghịch thì bữa trước thầy cũng đã giới thiệu sơ các bạn rồi. Bài toán động học nghịch, đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng máy tính ha, hoặc là chúng ta sẽ dựa trên cái phương pháp đại số để chúng ta tính động học ngược.
À, thì dùng máy tính thì thầy cứ sẽ xuất cho các bạn cái bài tập và chúng ta dùng một cái phần mềm đơn giản, đó phần mềm EasyBook, EasyDot à. Đúng ạ. Như vậy thì sẽ cho các bạn cái bài tập để các bạn ghi điểm trong cái buổi EasyDot. Thì vừa rồi thì chúng ta lớp chúng ta chỉ có được hai nhóm làm xem như là hoàn tất cái, đúng không ạ, cái bài tìm hiểu phần mềm EasyDot. Thì thầy khuyên các bạn nếu như sau này các bạn có làm phần mềm EasyDot nữa, không phải là phục vụ cho môn học xong, thì các bạn sẽ làm ra rồi đi làm thì các bạn mô phỏng trước, có nghĩa là mình ra cái cơ cấu của mình ở một cái tay máy mình bao nhiêu cái, đó mà bao nhiêu link hay bao nhiêu khớp hay gọi là bao nhiêu bậc tự do, thì chúng ta cứ dùng cái phần mềm EasyDot là đơn giản nhất, chúng ta phải mô phỏng ha các bạn ha. Còn nếu như mà các bạn đó mà chuyên sâu hơn thì như nãy cái nhóm mà số 9 ấy, thì các bạn sẽ dùng, có nghĩa lúc này chúng ta sẽ dùng cái phương pháp giải bằng đại số và sau đó chúng ta sử dụng MATLAB để chúng ta mô phỏng. Thì bữa sau chắc là cái nhóm chính chính nó sẽ trình bày các bạn khi bảo vệ trên lớp thì sẽ cho chúng ta thấy được cái, đúng không ạ, cái đặc điểm của cái phần MATLAB. Thì tất cả những cái này nè các bạn, như thầy nói các bạn á, tất cả những này thì phương trình nó dài như vậy thôi, nhưng mà khi chúng ta đưa vô MATLAB á, chúng ta lập nguyên cái biểu thức này ra và chúng ta chỉ cho các hệ số theta vào thôi là chúng ta sẽ có kết quả luôn, không có nhất thiết là phải đi chứng minh công thức này lại ha. Các bạn nhập nguyên cái công thức này vô MATLAB, đúng không ạ, các bạn chỉ khai báo biến đó là các theta và chúng ta nhập các góc theta vào thì chúng ta sẽ có ngay cái lực ép, đúng không ạ. Như vậy thì khi động cơ, khi chúng ta lắp vô động cơ thì chúng ta cần động cơ sẽ tạo ra một cái, đúng không ạ, moment xoắn bao nhiêu, một cái lực bao nhiêu ha. Thì đó là chúng ta có một cái phần tiếp theo thì cũng giới thiệu cho các bạn luôn, đúng không ạ, phương trình đồng học của tay máy với một cái vận tốc của một điểm, đúng không ạ. Thí dụ như trên cái khâu này và bây giờ tôi sẽ xét một cái điểm này, khi nó quay như vậy thì vận tốc quay như thế nào, đúng không ạ. Thì để xác định cái vận tốc quay của một điểm, đúng không ạ, trên khâu thứ y thì được mô tả bởi công thức 7.10. Đây là cái công thức xác định, đúng không ạ, vận tốc của một điểm, đúng không các bạn ha. Đó, vận tốc r ha của một điểm, thì vận tốc này á thì được xác định bởi cái hệ tọa độ cơ bản r nhân với lại sao ạ, một cái ma trận chuyển đổi ti ha các bạn ha, và nhân với lại tọa độ điểm xét, nhớ thầy ha, tọa độ góc ha, nhớ thầy, r đó là tọa độ góc các bạn nha. Tọa độ góc hay còn gọi là tọa độ cơ bản thì được xác định bởi cái ma trận chuyển đổi ti ha. Thí dụ ma trận chuyển đổi từ đâu về đâu đó thì chúng ta sẽ có là t, thí dụ từ 6 khâu thứ 6 về, khâu thứ 5 về thì t 6 hoặc t 5 nhân với, nhớ thầy ha, tọa độ điểm đang xét ở khâu thứ y nha. Thì đây là cái công thức cơ bản của chúng ta, và từ cái công thức này thì chúng ta có được cái công thức về tính về khối lượng dm, đúng không ạ, khối lượng dm ha, thì đó chính là r chấm tọa độ vi khối lượng, r chấm thì được xác định bởi công thức là 7.11. Và từ cái công thức r và r chấm thì chúng ta sẽ tính ra, đúng không ạ, chúng ta tính bình phương của vận tốc, đúng không ạ, tính bình phương vận tốc thì chúng ta sẽ, đó là bảy công thức 7.2, đúng không ạ. Do vậy thì sao ạ, khi chúng ta tính bình phương của vận tốc lên thì chúng ta sẽ có một cái ma trận chuyển đổi và chúng ta để giải cái bài toán ma trận chuyển đổi này nè các bạn, thì trong MATLAB nó có một cái hàm, lưu ý các bạn ha, trong MATLAB nó sẽ có một cái hàm để giúp chúng ta, đúng không ạ, từ một cái hệ tọa độ, đúng không ạ, chuyển vị tính theo vector, nhớ các bạn nha, một cái hệ tọa độ chuyển vị tính theo vector và với cái hệ tọa độ gốc, thì chúng ta có một cái hàm trong MATLAB, thì hàm đó gọi là hàm trace đây ạ ha, và cái hàm này được gọi là hàm vert của ma trận. Do đó thì sau này ví dụ như các bạn dùng, ví dụ xác định vận tốc của một điểm đó các bạn, chúng ta cũng không cần phải làm như thế này, đúng không, chúng ta chỉ cần xác định cái vector thôi,
đó mà vector chuẩn bị ha các bạn ha. Và sau khi chúng ta dùng vector chuẩn bị và chúng ta dùng MATLAB, chúng ta dùng cái hàm tray đó mà, thì nó sẽ ra được đó mà cái loại vận tốc của một điểm, nhớ này ha. Chúng ta sử dụng cái hàm tray này nha, hàm tray với tắt là TR các bạn nha, TR ha. Thì còn trên MATLAB chúng ta thì chúng ta phải gõ chữ tray đó nha. Trên MATLAB chúng ta đưa cái ma trận chuyển đổi vô, chúng ta gõ chữ tray thì nó sẽ ra kết quả. Thì đó chính là cái đó mà cách mà chúng ta sẽ tìm vận tốc của một điểm trên cái tay máy chúng ta. Được chưa? Thì đó là hai cái cách ha, để xác định cái vận tốc của một vi điểm. Tuy nhiên chúng ta còn có rất nhiều cái phương trình đó mà mang tính chất học thuật. Ha, hàm lâm đó là chúng ta ngoài chuyện ra thì chúng ta còn có tính động năng của một vi khối lượng, đúng không ạ? Vận tốc của một cái vi khối lượng, có nghĩa một khối lượng thì chúng ta còn có là tính gì ạ? Tính động năng, rồi chúng ta còn có tính là thế năng, đúng không ạ? Như vậy thì để cuối cùng, đúng không ạ? Chúng ta ra được một cái hàm, ha, cái hàm này nó có tác dụng là nó tính ra được, đúng không ạ? Phương trình động học của robot. Thì sau khi chúng ta các cái điều kiện, đúng không ạ? Về động năng, nhắc lại ha, các tín hiệu về động năng, về thế năng của một cái link, đúng không ạ? Và nếu như trên cái link đó có một cái vật, có nghĩa là khi chúng ta cầm một cái vật lên, đúng không ạ? Thì nó có tác tham gia tác dụng vào, thì chúng ta lại tiếp tục là chúng ta tính gì ạ? À? Tính vận tốc của cái vật đó, và chúng ta cũng tính thế năng của vật đó. Được chưa? Vậy thì cuối cùng á, để xác định một cái lực toàn phần cho nguyên một cái cánh tay robot thì người ta sẽ có một cái công thức. À, các bạn nhìn đây, đây là công thức xác định thành phần cuối cùng ạ. À. Đúng không ạ? Đây là xác định ha của cả một cái tay robot dùng phương trình Lagrange. Đúng không ạ? Đây là phương trình cuối cùng ha các bạn ha. Rồi, như vậy thì để cái phương trình này thì nó dài, thành ra cuối cùng chúng ta sẽ dùng cái động lực học Euler, chúng ta thế vào để chúng ta tìm ra. Thì như thầy nói các bạn, đây là cái công thức cuối cùng là lực ép à, cho một cả một cái tay máy à. Lực ép ha được xác định bởi ma trận Jacobi ha, chữ G này viết tắt của ma trận Jacobi đó các bạn. Đúng không ạ? Của Q nhân Q2 chấm cộng với C. Đúng không ạ? Cộng với lại G, cộng với V và cộng với F. Như vậy thì cái G thể hiện lực quán tính được xác định bởi ma trận Jacobi các bạn ha. Cái C là cái lực ly tâm. À, như thầy nói lúc đầu thì giới thiệu lúc đầu á. Cái G là cái lực trọng trường. V đúng không ạ? Là cái vận tốc. Vận tốc của vật các bạn ha. Và cái F. Đúng không ạ? À, V này được chia là cái vận tốc và nếu liên quan đến cái lực ma sát các bạn nha. Và cái F là cái ngoại lực tác động vô. Vậy cuối cùng thì khi mà chúng ta xác định lực của một cái tay máy thì chúng ta có ít nhất, nhắc lại nha, chúng ta có ít nhất là 5 cái lực tác động lên. Đúng không ạ? Nhắc lại là chúng ta có lực quán tính nè, chúng ta có lực ly tâm nè, chúng ta có trọng lực nè, chúng ta có lực ma sát, và nếu như chúng ta có tác động bên ngoài, đúng không ạ? Lực tác động ngoài thì cái lực của một cái tay máy nó là tổng hợp của các lực này. Ha, thì trong cái chương này mang tính chất là giới thiệu. Còn để giải ra từng cái lực như thầy giới thiệu các bạn á, thì chúng ta sẽ dùng, đa phần là chúng ta sẽ dùng máy tính hỗ trợ, có như dùng MATLAB. Thì trong MATLAB thì nó đã có những cái hàm như thầy nói các bạn ha, cái đạo hàm bậc 1, đạo hàm bậc 2, đúng không ạ? Chúng ta có ma trận chuyển vị, chúng ta có hàm tray để chúng ta tìm ra các thành phần của cái hợp lực này. Ha, thì đó là phần giới thiệu về cái nội dung, đúng không ạ, của cái động lực học tay máy. Vậy nói tóm lại là sao ạ? Trong cái động lực học tay máy là người ta xét đến các lực tác động lên cái tay máy các bạn. Nhớ cho thầy. Các lực tác động lên tay máy của chúng ta. Mà khi chúng ta tìm được các lực tác động tay máy thì để cho cái tay máy này làm việc được, ví dụ để cho nó xoay hoặc nó nâng được, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái cơ cấu làm sao. Đúng không ạ? Để cung cấp một cái lực lớn hơn. Đúng không ạ? Cái lực mà chúng ta khảo sát. Đó là cái quan điểm và cái tư duy để chúng ta nghiên cứu về cái chương mà động lực học này các bạn ha.
Rồi, cũng như thí dụ như các bạn bữa sau á, các bạn sẽ có bị một cái hiện tượng thầy nói luôn, khi các bạn đặt những cái tay robot về á, được chưa, và các bạn không để ý, có nghĩa là các bạn không khảo sát về cái lực nha, thì các bạn sẽ bị một cái hiện tượng gì ạ? Khi tôi đưa cái tay máy ra, tôi gấp một cái vật mà khi cái vật nó nặng, đúng không ạ? Vậy thì đòi hỏi cái lực của chúng ta, như nãy thầy nói giới thiệu ngay từ đầu á, đòi hỏi cái lực chúng ta phải lớn hơn cái ép này, mà các bạn không để ý nha, các bạn đưa cái vật nặng quá, đưa cái vật nặng quá thì lập tức nó sẽ bị sao ạ? Cái lực này nó lớn lên, mà khi cái lực này nó lớn lên thì cái cơ cấu mình sao ạ? Chịu không nổi, và chính vì vậy thành ra nó sẽ bị một cái chuyện là nó là tuột, có nghĩa cái tay bốc cái vật lên, nhưng sao ạ? Nguyên cái cánh tay máy mình nó không nâng lên nổi, mà nó ngã nguyên cái cơ cấu tay máy mình luôn, hoặc là cái một cái link nào đó, một cái khớp nào đó nó bị trượt. Và đó là lý do là sao ạ? Cái ép của chúng ta, đúng không ạ? Ép của cái tay máy đó nó nhỏ hơn. À, các bạn ha, khi mà chúng ta cung cấp một cái ép nó nhỏ hơn cái ép mà nó đang chịu đựng khi nó gấp một cái vật lên nha. Thì đó là cái tư duy cũng như cái tư tưởng chủ đạo của cái phần động lực học. Để các bạn nắm được cái phần này không ạ? Thầy nói tóm lại nha, phần động lực học chúng ta mục đích là để khảo sát lực, đúng không ạ? Chịu đựng cho từng cái link, từng cái khớp. Và khi chúng ta thi công thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái lực này để chúng ta chọn, đúng không ạ? Những cái cơ cấu cho nó phù hợp. Ví dụ chọn cái động cơ, đúng không ạ? Làm sao để tác động một cái lực lớn hơn cái lực mà chúng ta tính toán được từ cái cơ cấu của chúng ta. Đó là cái tư tưởng chủ đạo nha. Và khi mà chúng ta xét nguyên toàn bộ cái tay máy thì cái lực của nó ít nhất là chúng ta sẽ có phải 5 cái lực tác động vào. Thứ nhất là chúng ta có lực quán tính, thứ hai chúng ta sẽ lực vi tâm, thứ ba chúng ta lực cộng trường, thứ tư chúng ta sẽ lực ma sát, và thứ năm thì chúng ta sẽ có ngoại lực. Và ví dụ quán tính, đúng không ạ? Ví dụ lực quán tính lớn quá thì khi các bạn xoay á là nó cũng làm cho cái cơ cấu ta bị ngã nha. Vậy thì chúng ta khi những cái bạn bữa sau mà khi các bạn thiết kế thực tế đó, mà các bạn gấp cái vật đưa qua, đúng không ạ? Các bạn bị rớt cái vật, hoặc các bạn đưa qua cái cơ cấu các bạn bị ngã, bị đổ, thì đó là do cái lực quán tính. Vậy thì chúng ta phải điều chỉnh cái tốc độ lại, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ lưu ý ha, những cái lực này. Hoặc là chúng ta cầm cái vật lên mà cầm không nổi thì chúng ta nhớ lúc này sao cái vật chúng ta đang bị cái một cái lực tác động, đó là lực gì? Lực cộng trường, đồng ý không ạ? Và khi chúng ta xoay cái cơ cấu chúng ta mà nó không được mượt, hoặc là chúng ta nó xoay không nổi là do chúng ta có cái lực ma sát quá lớn ha, thì chúng ta sẽ cải thiện với cái lực đó, thì chúng ta sẽ giúp cho cái robot chúng ta nó hoạt động nó trơn tru hơn ha. Thì đó là cái nội dung của cái phần mà động lực học. Nãy giờ các bạn theo kịp không ạ? Lớp ơi. Dạ không ạ. Ok rồi. Như vậy thì những nhóm mà chưa hoàn thành cái bài tập ha, thì các bạn nên tìm hiểu cái phần Easy Drop này, đúng không ạ? Để giúp hỗ trợ các bạn thiết kế robot. Riêng lớp mình, thay vì bắt đầu từ buổi sau, chúng ta sẽ trình bày, đúng không ạ? Như bữa trước chúng ta thống nhất là chúng ta sẽ dành 2 buổi, buổi sau là buổi kết thúc và một buổi bù. Như vậy thì chúng ta có tất cả là 6 tiết và chúng ta sẽ ốp ha. Thì như vậy thì các bạn xem cái thời gian nào ốp là thích hợp ạ. Thầy sẽ chọn một buổi. Như vậy thì tuần sau lớp chúng ta tuần sau chúng ta không học các bạn ha. Chúng ta sẽ dời qua một cái buổi để chúng ta lấy toàn bộ 6 tiết để chúng ta trình bày báo cáo cái bài tập lớn ạ. Theo các bạn thì buổi nào thích hợp ạ? Dạ, 2 tuần nữa thầy. 2 tuần. Vào tháng 5 đi thầy. Cỡ vào tháng 5 mà sau khi mình nghỉ lễ ngày mùng 2 mùng 3 vậy thầy. Nhưng mà trễ quá không? Thì sợ rớt vô cái lịch thi của mình không kịp. Qua tháng 5 là thi, và thầy ơi, 10 tây là thi. Tuần sau mình nghỉ nữa là mình đã bị vắng 2 buổi rồi phải không thầy? Không phải mình nghỉ em. Thì cho đổi này nhá, không phải nghỉ. Thì thay vì tuần sau các bạn báo cáo, tuần sau báo cáo được không? Em nghĩ là chắc chỉ là một phần thôi chứ chưa thể báo cáo toàn bộ được. Như vậy thì thầy sẽ... Thì như vậy thì lưu ý là tuần sau của mình, do đó là tuần sau mình sẽ
coi như là tuần sau mình không học, đúng không? Nhưng mà thầy vẫn lấy cái buổi các bạn nha, lưu ý thầy tí nữa thầy sẽ nói cái chuyện đó sao. Có nghĩa là tuần sau học và các bạn sẽ chọn cho thầy ở cái tuần tiếp theo. Tuần tiếp theo là bao nhiêu nha, chứ mình không thể giờ lâu quá được. Tuần tiếp theo là ngày 28 thầy. À, tuần tiếp theo của mình là trong khoảng từ 25 cho đến 29. 29 luôn đi thầy. Rồi, 29 luôn đi thầy. 29 tháng 6 không được. Vậy thứ 28 với thầy. 28 chúng mày thứ 5 mình học luôn. Vậy thứ 5 đi thầy. Rồi vậy 28 luôn nha. Dạ dạ. Nha, vậy thống nhất là 28 luôn nha. Dạ dạ. Rồi, nghe lớp nghe giùm thầy cái này nè. Như vậy thì 28 nè, 28 có nghĩa tuần sau các bạn không học. Được chưa? Chúng ta sẽ 28 và chúng ta sẽ offline. Chúng ta sẽ lên trường ở cơ sở quận 12 nha. Chúng ta sẽ dành một buổi 28. Được chưa? Và các bạn thầy hỏi nè, muốn sáng hay chiều 28 nè. Để thầy đăng ký luôn. Dạ chiều luôn đi thầy ơi. Sáng chiều đi. Chiều đúng không? Dạ. Rồi chúng ta sẽ dùng chiều 28 tháng 4 nha, để chúng ta offline. Được không ạ? Rồi, nó có một cái điều như thế này. Và bây giờ thầy nói riêng thôi, không liên quan, chúng ta thống nhất cái lịch này rồi nha. Rồi bây giờ vấn đề quay trở lại nè. Do đó chiều hôm ngày mai, không rõ chiều tuần sau thì mình sẽ nhường cho cái lớp một cái lớp khác, hiểu ý thầy nói không? Mình có nghĩa là cái ca của các bạn á, về trên tinh thần nha, cái này thì xin phép các bạn ha, là có nghĩa là cái chiều tuần sau các bạn vẫn học, nhưng mà không phải là các bạn học, mà thầy sẽ có lớp khác nó thế vô để bây giờ để ngày 28 mình sẽ ngồi giúp, mình sẽ lấy cái giờ của lớp đó để mình làm chuyện này, hiểu? Có như mình đổi giờ á, các bạn hình dung vấn đề không? Dạ, nó online hay là không? Không, 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 không. Không, không, lớp mình không online. Được chưa? Có nghĩa là mình sẽ đổi giờ với một cái nhóm mà thầy dạy vào ngày 28, chiều ngày 28. Để mình lấy cái ca sao của nó đó, mình 3 tiết ngày 28 rồi đúng không? Mình sẽ lấy cái ca sao 3 tiết của cái lớp đó. Do đó thầy sẽ bù cái lớp đó vô vào đúng cái ca mà, đúng rồi, cái ca của mình học vào tuần sau. Thành ra trên thời khóa biểu các bạn giúp giùm thầy cái này, trên thời khóa biểu các bạn vẫn thấy có lớp online, hiểu ý thầy nói không? Dạ hiểu ạ. À, dạ, nhưng mà các bạn đừng vô học cái lớp đó nha, các bạn nói về giùm thầy chứ đừng sao bữa sau có thấy tự nhiên lớp online cái chạy vô học, mà cái lớp online đó là của cái lớp khác, thầy sẽ mượn, có nghĩa thầy đổi giờ với nhau á, mình đổi với cái lớp đó để cái lớp đó nó cũng học 6 tiết, hiểu không? Cái lớp đó nó tiết để mà tuần sau mình lấy toàn bộ 6 tiết mình báo cáo, được chưa? Ha? Dạ hiểu ạ. Dạ được thầy, được thầy. Ừ, do đó là chỉ lưu ý các bạn thôi, các bạn chỉ cần nhớ cho thầy nè, bữa sau mà các bạn thấy trên lịch các bạn vẫn có học và vẫn có cái link Google Drive thì lớp mình coi như mặc nhiên là không quan tâm, được chưa? Giúp giùm thầy cho đó, coi như không quan tâm, lớp mình cứ nhớ là ngày đúng, cứ bây giờ chúng ta còn một buổi ngày 28 tháng 4 để báo cáo thôi đó. Đó thì các bạn cứ nhớ 28. Rồi có địa điểm phòng nào thì thầy sẽ nhắn lên lớp cho chúng ta. Thầy nhắn lớp Zalo á, thầy báo ngày đó các bạn lên cơ sở đó phòng máy. Được chưa? Nhớ thầy nha. Dạ được ạ. Ừ. Còn cái link đó để mình khỏi báo nghỉ. Hiểu ý không? Để thầy khỏi báo nghỉ chứ không gì chứ á. Rồi thầy sẽ lấy ba, thầy mình sẽ đổi. Mình sẽ đổi 3 tiếng đó với lại cái lớp khác. Thì cái lớp khác nó sẽ học vào 3 tiếng đó. Nha, chuyện vậy thôi. Nha, lớp mình nhớ thầy vụ đó nha. Chứ đừng có bữa đó vô nói, ủa sao thầy theo lớp này lớp nào lạ quá. Đi vô lớp học online của thầy mà lớp nào lạ quá á. Hiểu ý chưa? Rồi, chỉ như vậy thôi à. Chúng ta sẽ đổi giờ để cho tiện, chúng ta là bảo vệ lúc 6 tiếng thôi chứ không gì hết. Chứ thôi chúng ta phải 2 buổi. Mà rõ ràng mà thứ chiều thứ năm tuần sau chúng ta cũng không kịp nữa. Ha, rồi đó là cái dặn dò thứ nhất. Cái dặn dò thứ hai là làm gì làm thì cái ngày 28 tháng 4 cũng phải ra điểm cho các bạn để lên hệ thống chứ không thôi là không kịp.
Đúng không mà, tại vì mình thi bắt đầu từ tuần này rồi. Một số môn bắt đầu từ tuần này đã bắt đầu thi rồi. Học 30 tiếng từ tuần này bắt đầu đã thi rồi ha. Chính vì vậy thành ra là quy định của mình là chỉ có một tuần thôi, thì chúng ta phải có điểm trong cái tuần thi đó. Được chưa? Rồi nói chung là còn cái sau này khi bảo vệ đi rồi trục trặc hay cái gì đó thì chúng ta tính tiếp nha. Thầy sẽ xin khoa hay gì đó, chúng ta xin một cái, nói chung là chúng ta sẽ gỡ rối. Còn nếu không thì mọi việc rất là sức là bình thường. Rồi ở đây cái nữa thầy cũng lưu ý luôn, khi thi thì chúng ta chỉ thi động học thuận nhé, các bạn an tâm. Được chưa? Sau này nha, cái chuyện bảo vệ để là tập lớn rồi. Còn khi mà ôn thi á và thi á thì chúng ta sẽ tập, thì phần lý thuyết là một nha, nhắc lại phần lý thuyết là một. Phần thứ hai chúng ta sẽ tập trung vào cái động học thuận. Được chưa? Thì trong động học thuận chúng ta có hai phần đó, một phần là ma trận thuận nhất, với là một phần là sao ạ? DH đó. Ma trận biến đổi DH đó. Rồi các bạn còn trao đổi gì thêm không ạ? Lớp ơi. Không thể. Dạ được thầy, được thầy. Ok. Rồi được. Lớp mình ngừng ở đây nha. Dạ em chào thầy. Rồi thôi. Dạ. Rồi chào các bạn.